Thưa quý vị, tại tỉnh Quảng Nam, mưa lớn kéo dài 3 ngày qua gây ngập lụt tại một số khu dân cư, nhiều tuyến đường huyết mạch bị chia cắt. Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương lên địa phương án di dời người dân vùng ngập lụt, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Đến 15 giờ chiều nay, 15 tháng 10, quốc lộ 14H qua huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam vẫn ngập từ 0,5m đến 0,7m tại km 25+200 và km 25+500. Các phương tiện đi lại khó khăn. Trên quốc lộ 14A qua huyện Thăng Bình vẫn ngập sâu. Mưa lớn nhiều giờ qua ở đồng bằng đã gây ngập cục bộ tại các khu dân cư. Khu vực ven sông Tam Kỳ, Bàn Thạch tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, nước đã ngập sâu vào nhà dân. Nơi ngập sâu nhất là hồ Duy Tân tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ vì lưu lượng nước từ các nơi đổ về đây rất lớn. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ di dời tài sản của người dân lên cao, đồng thời đưa người già, trẻ em khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Cuối giờ sáng nay, thành phố Tam Kỳ đã vận động di dời 15 hộ dân già yếu, neo đơn đến nơi cao ráo, an toàn. Tại các vị trí trũng thấp ngập sâu đã được địa phương lập rào chắn và bố trí lực lượng ứng trực không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm. Các thông tin cảnh báo mưa lũ đã được phát liên tục trên hệ thống truyền thanh của thành phố và các xã phường. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các ngành địa phương trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mưa lớn liên tục nhiều ngày qua khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Huế hiện bị ngập. Nhiều nơi nước ngập 0,5m gây khó khăn cho người dân trong việc đi lại. Những tuyến phố bị ngập nặng nhất là đoạn trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, trường mầm non và tiểu học Vico School, phường Xuân Phú, thành phố Huế. Sau khi Sở Giáo dục Đào tạo thông báo cho học sinh nghỉ học, các bậc phụ huynh đã nhanh chóng đón con em mình về nhà. Tình trạng ngập nước đã khiến các loại phương tiện tham gia giao thông khi qua đây gặp nhiều khó khăn. Tình trạng xe máy của người dân khi lưu thông qua đây bị chết máy cũng diễn ra phổ biến. Ở đường Nguyễn Trãi, Vũ Thắng, Vũ Xuân Chiêm ngập sâu khoảng 30cm, kéo dài gần 1km. Nhiều phương tiện bị chết máy khi đi qua đoạn đường này. Nước ngập sâu khiến cuộc sống của người dân hai bên đường bị ảnh hưởng. Dự báo từ nay đến ngày 17 tháng 10 năm 2023, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến là 300-500mm, có nơi đến 700mm, nhiều khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ ở trên sông miền núi đạt từ 1,5-2,5m, hạ lưu từ 0,5-1,5m. Đặc biệt chú ý là các vùng mà thường xuyên bị chia cắt khi có lũ lớn xảy ra, các vùng sâu vùng xa, bố trí các lực lượng trực canh ở các điểm có nguy cơ sạt trượt cũng như các gầm tràn, các tuyến đường mà bị ngập sâu để đảm bảo an toàn đi lại cho người dân trong thời gian mưa lũ xảy ra. Các chủ công trình, các chủ đầu tư thì tiến hành kiểm tra các công trình có phương án đảm bảo an toàn công trình cũng như các vật tư thiết bị khi có lũ. Trước tình hình mưa lớn kéo dài và diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông báo về việc điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền. Theo đó, để tăng dung tích phòng lũ, chuẩn bị sẵn sàng đón các trận lũ trong thời gian tới, đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du thủy điện Hương Điền, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế ra lệnh Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền thực hiện vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200 đến 400 mét khối trên một giây, điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng nước trên hồ. Đồng thời, yêu cầu các ban ngành, các huyện, thị xã và thành phố chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của người dân. Ghi nhận cũng cho thấy mưa lớn trong nhiều ngày vừa qua khiến cho nguy cơ lũ quét, sạt và trượt lở đất tại các vùng đồi núi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được đặt trong tình trạng báo động. Mới đây, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có cảnh báo về các vị trí có nguy cơ lũ quét, lũ ống, trượt lở đất đá vùng đồi núi. Trong đó, huyện miền núi A Lưới là một trong những địa phương được cảnh báo có nguy cơ cao đến rất cao, xảy ra sạt trượt lở đất đá vùng đồi núi và sườn dốc. Người dân sống trong những khu vực này đang thấp thỏm hơn bao giờ hết nếu không có các phương án xử lý kịp thời trước hiểm họa thiên tai.
Là cán bộ dân quân của địa phương, mỗi khi có mưa bão, anh Lương đều được điều động đi hỗ trợ người dân di dời tại các khu vực có nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất. Tuy nhiên, chính ngôi nhà của vợ chồng anh cùng hai người con nhỏ lại luôn bị đặt trong tình trạng báo động bởi ngay bên cạnh là một vùng đồi lớn có nguy cơ đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Trời mưa là phải mau quần đi. Mà đi ra khỏi nhà là vợ con ở nhà rất lo. Không vợ con ngủ được. Mong sao là chính quyền địa phương là một tỉnh trung ương là giải quyết cho chúng tôi. Một là múc cái đồi này đi. Hai là đền bù cho chúng tôi. Và cấp đất cho chúng tôi để chúng tôi di dời cho khác. Khi qua cái vùng này là quá nguy hiểm. Mưa nhỏ thì đang không được hết. Mưa to là mẹ ôm con ôm mẹ chồng cháu để mà đi lang thang qua bên đình chợ. Thế nên cái dân chúng tôi là yêu cầu là nhà nước mừng rằng phải có sự quan tâm cho dân mà ủi đôi ủi xã để cho dân ăn ở chợ yên. Hiện trên địa bàn huyện A Lưới, các điểm được cảnh báo là có nguy cơ trượt lở rất cao, gồm các điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua khu vực xã Hồng Thủy, xã Hồng Kim và đoạn qua địa bàn các xã Lâm Đớt, A Ràng, Hương Nguyên vào đến khu vực giáp tỉnh Quảng Nam, khu vực sạt lở phía sau chợ Bốt Đỏ, xã Phú Vinh, các điểm xung yếu trên đèo A Co thuộc tuyến quốc lộ 49A. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện A Lưới, để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra, đặc biệt là sạt lở đất, trước mắt khẩn trương bố trí di dời một số hộ dân sống tại vùng có nguy cơ cao sạt lở, trượt lở đất ra khỏi khu vực nguy hiểm. Về lâu dài, địa phương rất cần nguồn lực để san bạt, hạ độ cao các điểm sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân trước những diễn biến phức tạp của thiên tai. Theo tôi kiến nghị đến cấp trên lên đồi này lên làm gấp để dân được an tâm ăn ở lên đây. Cho mỗi lần mưa bão tới là dân không an toàn. Đó là sạt lở theo bão lụt là có thể là một vài chục mét thôi. Nếu mà mưa to bão gió lớn mà bão mà nổ đồi thì chắc là đường Hồ Chí Minh. Cho nên cả cái nhà đây không an toàn. Trước tình hình đó thì huyện công đọc phối hợp với các sở liên quan. Trong đó chủ trì là sở nông nghiệp đã đi khảo sát và lên lập các phương án để giải quyết vấn đề trước mắt. Thì là mỗi lần mưa lớn thì chính quyền địa phương sẽ huy động di dời dân đảm bảo an toàn cho con người và tài sản. Để lâu dài thì phương án của sở nông nghiệp đã lên tỉnh lại đề nghị là đào sáng lấp và tạo mặt bằng ở đó luôn để giảm cái nguy cơ thiệt hại ảnh hưởng đến người dân khu vực đó. Thì một lần nữa thì huyện đã báo cáo và rất mong và ủy ban tỉnh các sở ban ngành tỉnh quan tâm những cái điểm tôi báo cáo trên để nhằm ổn định cho bà con lâu dài để tránh thiệt hại trong mùa mưa lũ. Trước tình hình mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, chính quyền địa phương, ban ngành, đơn vị trong tỉnh, đặc biệt là các địa bàn vùng có nguy cơ cao cần tiếp tục được theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.